Tôi không để hóa chất độc hại đến gần cây trồng và cả bé yêu ở nhà. Cứ để anh. Vì vậy tôi chọn Xanh Lai Thiên Nhiên, an toàn hai lần, không phẩm màu, không paraben, sạch dầu mỡ, lại còn an toàn. Xanh Lai Thiên Nhiên, an toàn hai lần.